Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin của Xe Hay ngày hôm nay. Trong bản tin lần này, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin ngắn nóng hổi trong nước và quốc tế tại thị trường xe hơi. Đại lý nhận cọc Audi Q8 e-tron tại Việt Nam giá dự kiến 3,8 tỷ đồng, ra mắt vào tháng 5 năm nay. Audi Q8 e-tron có giá dự kiến khoảng 3,8 tỷ đồng và sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 5 tới đây để cạnh tranh cùng với Mercedes-Benz EQS. Mới đây, một số đại lý tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc mẫu xe điện Audi Q8 e-tron. Tư vấn viên bán hàng cho biết xe được phân phối với một phiên bản, giá dự kiến khoảng 3,8 tỷ Việt Nam đồng và sẽ ra mắt vào tháng 5 tới đây. Thông tin Q8 e-tron ra mắt tại Việt Nam cũng đã được chính đại diện Audi Việt Nam xác nhận. Cụ thể, tại triển lãm ô tô Singapore diễn ra vào tháng 4 năm 2023, Tổng Giám đốc Audi Việt Nam ông Trần Tấn Trung đã từng hé lộ về việc đưa Q8 e-tron về nước vào khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Audi Q8 e-tron là mẫu SUV cao cấp nhất trong giải sản phẩm điện hóa của thương hiệu mang biểu tượng 4 vòng tròn. Kích thước dài rộng cao của xe lần lượt là 4915mm, 1935mm và 1633mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2923mm. Là phiên bản nâng cấp của e-tron, Q8 e-tron vẫn giữ nguyên nhiều nét thiết kế giống với bản tiền nhiệm, xe chỉ được tinh chỉnh một chút cho phù hợp và hiện đại hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt có họa tiết tổ ong, có thể đóng mở tự động nhằm tối ưu hóa luồng không khí. Nhìn chung, ngoại hình của Q8 e-tron vẫn trông giống như một chiếc xe xăng hơn là xe điện. Mẫu SUV này được trang bị đèn chiếu sáng LED Matrix kết hợp giải đèn LED định vị ban ngày, nằm ngang và vuốt về sau, cùng với 4 dọc ngang nhỏ gọn bên trong cụm đèn. Ở phía sau, Audi Q8 e-tron có cụm đèn LED hậu đặt ngang, nối với nhau bằng một dải đèn LED kéo dài vòng qua cửa cốp. Nội thất của Audi Q8 e-tron có cách bố trí giống với các mẫu xe chạy xăng của hãng. Xe được trang bị màn hình 12,3 inch sau vô lăng, hai màn hình lớn ở khu vực bệ tì tay trung tâm với kích thước là 10,1 inch và 8,6 inch. Màn hình hắt kính lái HUD, âm thanh B&O 16 loa, điều hòa tự động 4 vùng, cửa sổ trời. Tại Việt Nam, Audi Q8 e-tron được trang bị động cơ điện công suất 402 mã lực, mô men xoắn 664 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh quattro. Theo công bố, phiên bản này có quãng đường di chuyển tối đa 600 km sau mỗi lần sạc đầy. Sau khi ra mắt, Audi Q8 e-tron sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz EQS SUV. Mẫu xe điện của Mercedes có giá gần 4 tỷ đồng, cao hơn một chút so với giá bán dự kiến của đối thủ đồng hương. Mới đây, nhiều tư vấn viên bán hàng của Ford đã thông báo nhận cặp cho Transit 2024. Mẫu xe dịch vụ quốc dân này có thể sẽ được giới thiệu với hai phiên bản gồm số sàn và số tự động, đi cùng giá dự kiến là 889 tới 899 triệu đồng và 949 triệu đồng. Đại lý hứa hẹn sẽ bàn giao xe vào tháng 6 năm nay. Ford Transit hiện tại đang được bán tại Việt Nam với mức giá là 849 triệu. Như vậy, ở phiên bản mới, giá xe sẽ nhỉnh hơn từ 50 tới 100 triệu đồng. Hồi cuối năm 2023, hãng xe Ford đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho dòng xe Transit thế hệ mới tại Việt Nam. Đến cuối tháng 1 vừa qua, mẫu xe 16 chỗ này cũng bị bắt gặp tại nhà máy của Ford ở tỉnh Hải Dương. Cũng giống với Ford Transit đang bán tại Việt Nam, thế hệ mới vẫn là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc chứ không phải phiên bản toàn cầu. Xe tiếp tục do liên doanh JMC Ford đã từng phát triển mẫu SUV Territory sản xuất. Ở thế hệ mới, Transit 2024 có thể sẽ được bán ra với hai biến thể là biến thể chở hàng và biến thể chở khách. Xe cũng có 3 phiên bản chiều dài cơ sở, gồm ngắn 3.000mm, trung bình 3.300mm và dài 3.750mm, cùng hai tùy chọn chiều cao mui xe, trung bình và cao. Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc Transit 2024 xuất hiện tại Việt Nam có lưới tản nhiệt dạng tổ ong nên khả năng cao đây là phiên bản chở khách và trần cao. Phần đầu xe có cụm đèn pha LED hình chữ C khá giống với những mẫu xe thuộc thương hiệu Ford như Ranger và Everest. Chưa rõ khi về Việt Nam xe có bị cắt bớt trang bị hay không, tại thị trường Trung Quốc, khoang cabin của Transit mới gần như đã được lột xác. Nổi bật trên bảng tablo là một màn hình kép 12,3 inch hiện đại. Xe được trang bị nhiều tính năng tiện ích như khóa thông minh, tương tác bằng giọng nói, sửa ghế và vô lăng. Bên cạnh đó, xe còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng và tính năng khởi động điều hòa từ xa. Về trang bị an toàn, Ford Transit mới có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp 2.5 cùng hệ thống ổn định thân xe của Bosch. Khung gầm của Transit mới được gia cố bởi 68 điểm bằng thép boron. Các tiêu chuẩn thử nghiệm và tiêu chuẩn ăn mòn áp dụng cho Transit thế hệ mới cũng vượt trội so với tiêu chuẩn chung của ngành. Ở phiên bản mới, Transit còn được trang bị hệ thống treo khí nén RAS cho phép người lái chỉnh độ cao gầm xe thông qua màn hình điều khiển. Chưa rõ khi về Việt Nam xe sẽ sử dụng động cơ gì. Tại Trung Quốc, Transit được trang bị hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ dầu Puma tăng áp 2.3 lít cho công suất 175 mã lực và mô men xoắn 430 Nm, kết hợp tùy chọn hộp số tự động ZF 8 cấp hoặc hộp số sàn Magna 6 cấp và 7 cấp.
Thứ hai là động cơ dầu tăng áp 2.0 lít cho công suất 154 mã lực và mô men xoắn 390 Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc 7 cấp. Mazda CX-30 2024 cập bến Đông Nam Á, giá bán từ 878 triệu đồng. CX-30 2024 không có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất mà chủ yếu tập trung nâng cấp về mặt trang bị. CX-30 2024 vừa chính thức được ra mắt khu vực Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Philippines. Tại đây, CX-30 2024 có giá niêm yết quy đổi là 878,8 triệu đồng. So với phiên bản cũ, mức giá của CX-30 tăng 5.000 peso là tương đương khoảng 2,2 triệu đồng. Đổi lại, CX-30 2024 được nâng cấp một số trang bị tiện ích, cải tiến thiết kế và hệ thống giải trí. Về thiết kế, phần lưới tản nhiệt trên CX-30 2024 được chuyển sang chrome tối màu, khu vực xung quanh cửa sổ được sơn màu đen bóng piano, tạo thêm điểm nhấn cho ngoại hình của chiếc SUV. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch, 5 chấu kép sơn đen bóng. Bên trong cabin, có thể dễ dàng nhận thấy các chi tiết như tay nắm mở cửa, ốp bằng táp lô, núm chỉnh hệ thống làm mát và cửa gió điều hòa, cần số đều được nhấn nhá bởi tông màu xám nòng súng. Tiếp đến là hệ thống ghế ngồi công thái học được bọc da màu nâu đất với chất liệu da lộn màu đen ở chính giữa ghế ngồi, mang đến cái nhìn sang trọng cho CX-30 2024. Bên cạnh đó, Mazda cũng cung cấp tùy chọn ghế ngồi màu đen toàn bộ với điểm nhấn đường chỉ khâu màu nâu đất. Thay đổi lớn nhất phải kể đến bên trong cabin của Mazda CX-30 2024 chính là màn hình thông tin giải trí. Theo đó, màn hình này đã được nâng kích thước lên 10,25 inch, bổ sung thêm khả năng kết nối Apple CarPlay không dây. Tuy nhiên, Android Auto vẫn cần cắm dây. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, cửa sổ trời chỉnh điện, HUD, camera 360 độ, sạc không dây và cúp điện. Về an toàn, CX-30 2024 được bổ sung các tính năng an toàn mới trong gói iActive Sense như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, kết hợp hỗ trợ phanh khẩn cấp phía sau và hệ thống giám sát người lái. Hệ thống đèn pha LED của Mazda CX-30 2024 giờ đây đã có khả năng thích ứng, tự động bật tắt từng vùng ánh sáng của đèn chiếu xa để tránh gây chói mắt. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn như ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước sau, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù cũng như 7 túi khí và cảm biến trước sau vẫn được giữ nguyên như các phiên bản trước đó. Về truyền động, Mazda CX-30 2024 tại Philippines được trang bị động cơ 2.0 lít eSkyActiv-G kết hợp với hệ thống hybrid điện 24V. Theo nhà sản xuất, năng lượng tái tạo khi phanh sẽ được lưu trữ vào viên pin 0,216 kWh. Mazda CX-30 2024 cũng có khả năng di chuyển hoàn toàn bằng điện với động cơ điện công suất 7 mã lực và mô men xoắn cực đại 49 Nm trong một số tình huống. Công suất tổng cộng từ hệ thống truyền động hybrid là 162 mã lực và mô men xoắn 213 Nm đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Audi Q2 2024 được nâng cấp về trang bị nội thất và công nghệ an toàn, giá khởi điểm từ 728 triệu đồng. Audi đã quyết định không phát triển Q2 thế hệ tiếp theo, nhưng phiên bản hiện tại vẫn đang được bán tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mẫu crossover này đã ra mắt từ năm 2016, do đó hệ thống trang bị và tính năng trên mẫu xe này phần nào đã trở nên lạc hậu so với đối thủ. Đây là lý do khiến Audi vừa cho ra mắt Q2 2024 với những nâng cấp tập trung vào mặt trang bị và công nghệ. Cụ thể, đồng hồ lái dạng analog trên Q2 bản cũ đã bị loại bỏ, thay thế bằng màn hình kỹ thuật số Full HD với kích thước 12,3 inch. Màn hình thông tin giải trí cũng được nâng cấp từ loại 7 inch lên 8,8 inch. Hãng xe cho biết, hệ thống thông tin giải trí có độ phản hồi cao và còn được tích hợp tính năng mở khóa từ xa, ra lệnh bằng giọng nói. Hệ thống phím bấm trên cụm điều khiển trung tâm được giản lược hóa, thay thế vào đó là một ngăn chứa đồ cỡ nhỏ. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ an toàn trên mẫu crossover này cũng được nâng cấp nhẹ với tính năng cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ đỗ xe phía sau và nhận dạng biển báo giao thông. Về trang bị vận hành, Audi Q2 2024 vẫn giữ nguyên 3 tùy chọn động cơ như cũ, bao gồm máy xăng 3 xi lanh 1.0 lít, công suất 114 mã lực và động cơ 4 xi lanh 1.5 lít, công suất 148 mã lực. Cuối cùng là động cơ TDI 2.0 lít với công suất 148 mã lực. Audi Q2 2024 sẽ có mặt tại các đại lý ở Đức từ nửa đầu năm nay với mức giá khởi điểm là 28.600 euro, tương đương 728 triệu Việt Nam đồng, cao hơn đôi chút so với con số 28.150 euro, tương đương khoảng 716 triệu Việt Nam đồng của đời 2023.